Sau khi đập cho con rùa một trận, hắn ta đành chịu thua và nói ra lai lịch của mình. Xuất thân từ Tử Phủ Sơn, Sơn chủ tự xưng là Lục Tý Đạo Nhân. Còn hắn thì là một con huyền quy trong linh trì bên ngoài Sơn Môn. Trước đó không lâu, hắn nghe nói Sơn Môn muốn hạ giới tìm tọa kỵ nên hắn nghĩ đây là một cơ hội nắm quyền. Lời này khiến cho Sư Tử Chín Đầu tức giận. Thạch Hạo lập tức yêu cầu hắn làm tọa kỵ cho mình. Tên kia từ chối, lấy lý do tuổi tác đã lớn, đi đường dài không chịu nổi, hơn nữa còn phải chờ người. Thạch Hạo liền giở bài định đem hắn đi nấu canh. Điều này khiến cho huyền quy giật mình, thái độ quay ngoắt 180 độ, còn tỏ vẻ nhiệt tình. Thạch Hạo đặt tên cho hắn là Tam Hắc. Cái tên này cũng quá khó nghe rồi, nhưng tên kia lại không thể làm gì khác hơn là vui vẻ chấp nhận. Bọn họ nhanh chóng ngồi lên lưng huyền quy rời đi. Thạch Hạo thẳng thắn hỏi thăm liệu rằng hắn có cảm thấy làm thú cưỡi quá khó chịu, muốn chạy trốn hay không. Tên kia đương nhiên là sẽ không dám làm điều đó. Hơn nữa, tình thế hiện tại đã là tuyệt địa thông thiên rồi, cho dù có chạy thì cũng không kịp về thượng giới nữa. Tiếp tục di chuyển, nơi bọn họ đến chính là Nam Vẫn Thần Sơn. Nơi đây còn có danh xưng là vùng đất thần ẩn. Vậy nhưng điều kỳ lạ là vùng trung tâm tại sao lại là một vùng nghĩa địa, nên cẩn thận chút. Một giọng nói già nua ẩn chứa sự buồn bã vang lên, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quả nhiên là Thạch Hạo vẫn sẽ tới. Lão già này chính là người vừa lên tiếng nói chuyện, trước mặt là nhiều cái bia mộ. Hạ U Vũ thắc mắc, chỗ này rút cuộc là chôn cất ai? Lão ta cho biết, nếu đã có tên là vùng đất thần ẩn thì đương nhiên mai táng thần rồi. Huyền Quỳ cảm thấy lão ta không đơn giản, e là tuổi tác còn dài hơn cả hắn. Thạch Hạo lập tức lấy ra chiến giáp đề phòng, cậu đoán rằng đối phương cũng là thần linh thượng cổ. Lão cho biết, bản thân đã trải qua 3 lần đại kiếp, vậy nhưng nếu thực sự bất phàm như vậy thì làm sao có thể sống tới bây giờ? Thạch Hạo thì suy nghĩ khác, điều đó càng chứng tỏ lão đã mạnh và đáng sợ rồi. Đối phương phủ nhận, kể cho năm đó mạnh tới mức nào, lúc này thần hòa của lão đã tắt, mấy người Thạch Hạo cũng không cần căng thẳng vậy đâu. Thạch Hạo cũng thu hồi chiến giáp rồi hỏi thầm, đây là lão cố tình tản hết thần hòa sau, đợi một thời gian e rằng vẫn sẽ quay lại đỉnh cầu. Đúng là lão đã chủ động dập tắt thần hòa tránh né đại kiếp, vậy nhưng thần hòa sau khi tắt muốn thắp lửa lại. So với việc vừa mới bước lên thần vị còn khó hơn gấp 10 lần, đời này coi như vô vọng rồi. Lão biết đám người Thạch Hạo sớm muộn sẽ tới đây và lý do vì sao lại tới. Vậy nhưng những người khi đó đã không còn ở đây nữa, bản thân lão cũng không có thù oán gì với Bồ Thiền Các hay Thạch Hạo. Hạ U Vũ không chịu, huyết hải thâm thù của Bồ Thiền Các, lẽ nào chỉ bằng mấy câu của lão mà bỏ qua một cách không rõ ràng sao? Lão giải thích, vùng đất thần ẩn này sớm đã xuống dốc rồi, bây giờ chỉ còn lại những người già yếu, tàn tật này. Chẳng lẽ là Thạch Hạo còn muốn làm khó bọn họ nữa? Thạch Hạo cũng cảm thấy không cần thiết, kẻ thù thực sự đã gặp nạn, cô cần gì phải giận lây sang người khác. Tiểu Thiền cũng cảm thấy không cần thiết, nếu kẻ địch nằm đó đã không còn nữa, cần gì lạm sát kẻ vô tội. Chỉ tiếc các sư trưởng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy những chuyện này. Để cảm ơn Thạch Hạo đã nương tay với phụ nữ và trẻ em, lão ta liền tặng cho cậu món quà, đó là một khối hoàng văn thạch. Nếu có thể dung nhập vào chiến y thì sẽ tăng thêm uy năng diệu dụng. Thạch Hạo cảm ơn, sau đó lại tiếp tục lên đường. Mục tiêu cuối cùng là Tây Làng Thú Sơn, đám người mạnh mẽ xông vào bên trong. Nghe đồn rằng Tây Làng Thú Sơn này toàn là chôn cất thái cổ hung thú, thần câm. Từ xưa tới nay, nơi này là nơi có âm khí nặng nhất hoàng vực, bọn họ cần phải cẩn thận một chút. Nữ chiến thần thì nghe nói, ở đây đôi khi có âm khí ngập trời, vậy nhưng một số thời điểm khác thì dương khí lại nhiều hơn cả bên ngoài. Lúc này mảnh vỡ nguyên thủy chân dài của Thạch Hạo lại sinh ra cảm ứng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nơi này còn có mảnh vỡ khác. Đột nhiên, Huyền Quỳ ngửi thấy mùi thơm, thì ra trước mặt bọn họ là một gốc cây gọi là thẩm điện quả. Nghe nói, ăn thẩm điện quả có thể tăng thêm uy năng của lôi điện vào trong công kích, thậm chí ngộ ra pháp tắc lôi đình. Tiến lại gần, Tiêu Thiên liền cảm thấy quái dị, mặc kệ là có ăn được hay không thì Huyền Quỳ cũng xông lên dùng bữa trước. Hắn ta vừa mới hái số một quả thì đã bị mấy con côn trùng công kích. Thạch Hạo nhanh chóng ngưng tụ một vòng kết giới, rồi cùng nhau lùi về sau. Cậu yêu cầu tên này bỏ trái thiểm điện đó ra khỏi miệng, mặc dù rất không muốn, vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. May mắn là có sự hỗ trợ đến từ con bướm trên tóc Thạch Hạo nên mới đuổi được đám thiểm điện đó. Mọi người cũng không ngờ rằng lại có thiểm điện trùng. May mà bọn chúng chỉ là ấu trùng, vẫn chưa nhóm thần hỏa, nếu không, ngay cả thần cũng có thể bị giết. Càng may mắn hơn là Huyền Quỳ vẫn giữ lại được mấy trái, hắn ta vừa nuốt xuống một quả thì đã bị điện giật cho suýt ngu người. Nếu đã giữ lại được, Thạch Hạo cảm thấy đừng nên lãng phí. Cậu vừa định phục dụng một quả thì mặt đất xung quanh đột nhiên rung lắc kịch liệt. Rất nhiều hung thú xuất hiện, đánh nhau kịch liệt. Bọn họ cho rằng đây có khi nào là ảo giác hay không. Huyền Quỳ nhanh chóng đưa mọi người rời đi, sau đó cho biết nơi này rất có thể cũng không tồn tại.
Nghe nói bát vực có hư thần giới, là chư thần dùng tinh thần lực xây nên, tình hình nơi này cũng không khác gì. Nó là ý chí của những hung thú thần cầm kia sau khi chết để lại, cũng may là những thứ bọn họ gặp phải chỉ còn lại bản năng, không còn linh trí. Một tấm bia hiện lên, Thạch Hạo cho rằng có thể là bọn chúng đã có linh trí nên tự lập bia, nếu như vậy thì bọn họ gặp phiền phức lớn rồi. Vừa dứt lời thì Huyền Quý đã bị chúng một đòn công kích nằm ngã ngửa. Thạch Hạo buộc phải yêu cầu mọi người ra ngoài trước, sau đó ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng thì họ cũng hiểu những thiềm điện quả này vì sao kỳ quái như vậy, thì ra là nơi này nằm giữa hư thực. Thạch Hạo muốn nuốt một quả thiềm điện thử xem, có lẽ có thể trợ giúp nắm rõ nơi đây. May mắn hơn thì đạt được đại cơ duyên, dứt lời liền cắn nuốt một quả, tưởng là sẽ có chút thu hoạch. Vậy nhưng sự thật là thứ này vốn không thể ăn được. Ngay sau đó một con bạch hổ vương xuất hiện, tên đó nhẫn nhịn tới sau đại kiếp mới đột phá, cho nên thực lực bây giờ đã đạt tôn giả cảnh. Với số lượng cường giả đã biến mất thì tôn giả bây giờ có thể xưng tôn. Hắn vô cùng tự tin, bây giờ Thạch Hạo và lão xua đó đã bị tử khí ăn mòn, sức chiến đấu đã bị giảm sút. Đây chính là thời điểm hắn ra tay kết liễu bọn họ, dứt lời liền há miệng phun ra một đòn công kích. Thạch Hạo đột nhiên vực dậy, sử dụng ra luân hồi chi lực hóa giải tử khí. Tới đây thì ta mới biết được, hành động ban nãy của Thạch Hạo chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Nếu như hai người không bị trúng chiêu, thì tên Bạch Hổ đó sẽ không chủ động nhảy ra ngoài. Dù là vậy thì Bạch Hổ Vương vẫn không hoảng sợ. Hắn tự tin với thực lực của mình, liền có thể dùng một kích tiễn đám người Thạch Hạo về đất mẹ. Hai bên đấu khẩu nhau gay gắt, nhưng còn chưa kịp động thủ thì mặt đất đã rung động, khoảng cách rất gần, xem ra là đã mai phục từ sớm. Đám hung thú đang ồ ạt đi tới chính là vương giả của những thú sơn khác. Đám người Thạch Hạo nhanh chóng bị bao vây. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!